Bão số 3, siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua. Không chỉ quét sạch tài sản của nhiều gia đình và tàn phá các công trình, mưa lớn sau bão còn gây ngập lụt, sạt lở ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phát động phong trào chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể gửi ủng hộ trực tiếp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, đường An Bộ, khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hoặc chuyển khoản đến hộp thư từ thiện Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, số tài khoản 47002110059, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tiếp nhận từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Sự chia sẻ ủng hộ lúc này là nguồn động viên to lớn, góp phần làm bớt đi đau thương khó nhọc để người dân vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương bị thiên tai trực tiếp hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024. Chương trình ngày hôm nay gồm có các nội dung đáng chú ý sau. Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến thăm và làm việc tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Tỉnh Khánh Hòa tăng tốc thi công các công trình để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cần nâng cao hiệu quả chính sách pháp luật về rừng cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến đi thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng nay tại thành phố Ulsan, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã đến chào xã giao với chính quyền thành phố Ulsan. Tiếp và làm việc với đoàn có ngài Kim Do-yum, thị trưởng thành phố Ulsan. Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và chính quyền thành phố Ulsan. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ đã thiết lập từ năm 2002 giữa hai địa phương. Bản ghi nhớ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác chính như trao đổi đoàn, du lịch, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, nhấn mạnh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch với hơn 8 triệu lượt khách trong 8 tháng năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố Ulsan trong chương trình đào tạo cán bộ, giao lưu văn hóa và trang thiết bị trong thời gian qua, mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế và kêu gọi doanh nghiệp Ulsan tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa. Cam kết tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa cho chính quyền và các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc tuyển dụng lao động. Ngài Kim Do-yum, thị trưởng thành phố Ulsan khẳng định, Ulsan sẵn sàng thúc đẩy hoạt động hợp tác với tỉnh Khánh Hòa, nhất là trong lĩnh vực lao động việc làm. Hiện nay, thành phố Ulsan có nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động nước ngoài, do đó trong thời gian tới, chính quyền thành phố sẽ triển khai các chính sách mới để hỗ trợ việc này. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mời Ngài Thị trưởng cùng đoàn đại biểu của thành phố Ulsan đến tham dự Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa vào tháng 6 năm 2025. Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác tại Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã làm việc với công ty đóng tàu Hyundai Mipo tại Ulsan, Hàn Quốc. Tham gia làm việc cùng công ty đóng tàu Hyundai Mipo còn có các ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Hồng Phương, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Vân Phong. Về phía công ty Hyundai Mipo có sự hiện diện của Tổng Giám đốc Kim Hun Quang, ông Quang Tae Wang, Giám đốc điều hành quản lý khối sản xuất, ông Kim Chang Quang, Giám đốc điều hành quản lý khối hành chính nhân sự, ông Cho Hae-ju, Giám đốc điều hành mạng kế hoạch cải tiến sản xuất và đại diện các công ty thầu phụ của Hyundai Mipo. Chuyến đi thăm làm việc của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với công ty đóng tàu Hyundai Mipo và kêu gọi mở rộng hoạt động đầu tư của công ty vào tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là khu kinh tế Vân Phong. Đây cũng là hoạt động thể hiện cam kết của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tại địa phương. Sau khi nghe đại diện công ty Hyundai Mipo giới thiệu tổng quan về đơn vị, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ về mục đích chuyến thăm và thông tin tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đã giới thiệu những lĩnh vực thu hút kêu gọi đầu tư tại khu kinh tế.
đoàn công tác của tỉnh mong muốn phía công ty Hyundai Mipo và các công ty thành viên đầu tư vào ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ chân hành đóng tàu tại khu kinh tế Vân Phong. Dịp này, ông Nguyễn Tấn Tuân đã đến thăm hỏi và trao quà cho 20 kỹ sư công nhân Việt Nam tiêu biểu đang làm việc tại Hyundai Mipo, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với người lao động làm việc xa quê hương. Theo thống kê, cả nước có hơn 700 thợ lành nghề người Việt Nam đang làm việc tại nhà máy đóng tàu của công ty Hyundai Mipo tại thành phố Ulsan. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có khoảng 200 công nhân được đào tạo trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, thợ hàng tàu, đánh bắt gần bờ fishing, thợ luyện kim loại, thợ đúc và các thợ có liên quan khác. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại Hàn Quốc, chiều nay tại thành phố Ulsan, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng thành viên đoàn công tác đã làm việc với ông Lee Hee Seop, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức văn hóa và nghệ thuật Ulsan. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ niềm vui khi gặp lại ông Lee Hee Seop, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức văn hóa và nghệ thuật Ulsan, và nhấn mạnh sự kiện đoàn nghệ thuật Ulsan biểu diễn tại tỉnh Khánh Hòa vào năm 2022 đã để lại kỷ niệm đáng nhớ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ văn hóa giữa hai địa phương. Ông Lee Hee Seop đã thông báo kế hoạch tổ chức đoàn nghệ thuật biểu diễn của thành phố Ulsan đến biểu diễn tại Khánh Hòa vào giữa tháng 12 năm nay. Sự kiện này không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là cơ hội quý báu để giao lưu văn hóa giữa hai bên. Ông Lee Hee Seop đề xuất tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức một sự kiện đặc sắc nhằm mang đến hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tạo không khí lễ hội trong dịp cuối năm. Ông Nguyễn Tấn Tuân ủng hộ đề nghị của Liên đoàn các tổ chức văn hóa và nghệ thuật Ulsan, đồng thời giao Sở Ngoại vụ liên hệ và trao đổi chi tiết về việc tổ chức chương trình. Nhân dịp này, ông Nguyễn Tấn Tuân trân trọng mời ông Lee Hee Seop cùng đoàn nghệ thuật Ulsan tham dự và biểu diễn tại Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa vào tháng 6 năm 2025. Chuyển sang các nội dung khác, sáng nay Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Phân hiệu Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 và chào đón 231 tân sinh viên khóa 28. Dự lễ có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Năm 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phân hiệu Khánh Hòa tuyển sinh 9 ngành đào tạo đại học chính quy gồm ngôn ngữ Anh, kế toán, luật, Việt Nam học, marketing, kỹ thuật phần mềm, quản trị kinh doanh, thiết kế đồ họa và khoa học máy tính. 5 ngành trình độ đại học vừa học vừa làm và 4 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Tất cả chương trình đào tạo tại phân hiệu đều được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực và thế giới. Năm học 2024-2025, nhà trường tiếp tục phát triển chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với kiến thức, kỹ năng thực tiễn. Ngoài ra, phân hiệu tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế của Trường Đại học Tôn Đức Thắng nói chung, của phân hiệu Khánh Hòa nói riêng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Dịp này, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu Khánh Hòa khen thưởng sinh viên học tập giỏi, rèn luyện xuất sắc năm học 2023-2024, khen thưởng sinh viên có điểm đầu vào cao nhất của phân hiệu và cao nhất các ngành năm 2024 và thực hiện ký kết hợp tác với các doanh nghiệp. Thưa quý vị, thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã trợ lực cho công nghiệp nông thôn, tạo động lực thúc đẩy nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở nông thôn phát triển sản xuất. Từ năm 2015 đến năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 56 cơ sở được hỗ trợ đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến thuộc các ngành nghề như chế biến nông lâm thủy sản và chế biến thực phẩm, sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, thu hút vốn đối ứng gần 27 tỷ đồng. Năm 2024, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng và hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia để triển khai các hoạt động khuyến công có trọng tâm, góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế xã hội cho doanh nghiệp địa phương. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh sẽ dành riêng hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho 6 đề án ứng dụng máy móc của các cơ sở, doanh nghiệp, công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, sẽ tập trung vào các hoạt động khuyến công như ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Qua đó, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Thưa quý vị, trước tình hình kết quả giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh còn thấp, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các sở ngành, chủ đầu tư để rà soát từng dự án, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể đáp ứng kịp thời tiến độ giải ngân.
với quyết tâm mạnh mẽ để các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề hướng tới mục tiêu giải ngân đạt khoảng 95% trong năm 2024. Trong bối cảnh giải quyết vốn đầu tư công chậm, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường kiểm soát và thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Năm 2024, Chính phủ giao cho tỉnh Khánh Hòa kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước lên tới 8.269,13 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh mới được phân bổ sung 7.266.337 tỷ đồng, còn lại 147.193 tỷ đồng chưa được phân bổ sung. Đặc biệt, 855,6 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu địa phương chưa phát hành. Nguyên nhân chính khiến giải ngân vốn đầu tư công bị chậm do khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đấu thầu và sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các lĩnh vực, ngành. Đến thời điểm này là thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, bất cứ hình thức là sở hữu đất nào, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đều là trực thuộc thẩm quyền của ban nhân dân huyện. Và điều 86 luật đất đai cũng quy định rất rõ ràng là theo thẩm quyền của mình thì ủy ban nhân dân huyện phải thực hiện nhiệm vụ này. Và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, luật nêu rất rõ tại khoản 3 điều 86, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo cái việc giải phóng mặt bằng của ban nhân dân huyện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với những vụ việc mà vượt thẩm quyền của ban nhân dân huyện. Như thế thì chúng ta xác định rõ vấn đề này thì trong thẩm quyền của mình thì ủy ban nhân dân huyện chúng ta phải chủ động chúng ta triển khai. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh đến hết tháng 8 năm 2024 chỉ đạt 30,8% so với kế hoạch chính phủ và 34,4% theo kế hoạch của tỉnh. Đến hết tháng 9, tỷ lệ này sẽ tăng lên 40% theo kế hoạch chính phủ và 44,7% theo kế hoạch của tỉnh. Có khoảng 20 đơn vị của tỉnh đạt giải ngân cao hơn so với trung bình cả nước. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án cam kết tiến độ thi công các dự án, bảo đảm kết quả giải ngân theo từng tháng. Báo cáo kịp thời khó khăn vướng mắc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét hướng xử lý. Sở Tài nguyên Môi trường cũng tập trung cho các cái dự án đang còn vướng về thi công từ ba, từ các địa phương gửi về. Thế thì bây giờ thời điểm chúng ta chỉ còn một tuần nữa là chúng ta hết tháng 9, thì các đồng chí báo cáo cũng rơi vào đầu tháng 9. Tôi nghĩ là ở tuần sau thì báo các địa phương báo về Sở Tài nguyên Môi trường là phù hợp. Sở Tài nguyên Môi trường cũng có cái tổng hợp để những cái vấn đề các đồng chí có cái hướng dẫn chuyên môn, những cái vấn đề sẽ tham gia báo cáo tại cái cuộc họp giải ngân đầu tư công tháng tới. Sở Tài nguyên Môi trường có cái chủ động hơn trong cái vấn đề nắm bắt được những cái vướng mắc, phải nghiên cứu để chúng ta có cái hướng xử lý thế nào để đảm bảo. Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh và các ngành chức năng cần quyết tâm phối hợp hiệu quả từ các cấp chính quyền cũng như biện pháp mạnh tay xử lý các đơn vị chậm tiến độ. Các dự án hạ tầng đô thị, giao thông và khu tái định cư nếu được phát triển đúng tiến độ sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế địa phương, đặc biệt là phát triển đô thị Nha Trang, khu kinh tế Vân Phong, Cam Lâm và Cam Ranh, nơi tập trung nhiều dự án trọng điểm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Sáng nay tại trường chính trị tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 150 học viên là chức sắc chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Dự khai mạc có ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong 4 ngày, học viên được bồi dưỡng các chuyên đề quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua lớp học nhằm tuyên truyền định hướng cho chức sắc chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, thực hiện đúng theo quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, về dân tộc, tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện đề án sửa học đường giai đoạn năm 2024-2030 tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Khánh Sơn về các nội dung như công tác tổ chức cho trẻ uống sữa, hồ sơ thực hiện đề án, kho chứa, bảo quản sữa, v.v.
thực hiện đề án sửa học đường giai đoạn 2024-2030, 9 trên 9 trường mầm non ở huyện Khánh Sơn đã triển khai cho 100% trẻ nhà trẻ và mẫu giáo uống sữa trong tháng 5 của năm học 2023-2024 và tháng 9 của năm học 2024-2025. Qua đó đã góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ và nâng cao tỷ lệ trẻ chuyên cần tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện. Quá trình triển khai thực hiện hồ sơ đề án tại các trường thực hiện tốt, tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nên mới chỉ có một số cơ sở giáo dục mầm non có chỗ bảo quản sữa riêng, còn đa số bảo quản sữa tại nhà đa năng. Tại tất cả các trường đều chưa có lưới ngăn cách bảo vệ sữa khỏi sự xâm nhập của côn trùng hoặc các tác nhân bên ngoài. Đoàn công tác đã đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non tại Khánh Sơn bố trí khu vực bảo quản sữa riêng biệt và có lưới ngăn tránh côn trùng xâm nhập, đồng thời ghi nhận đề xuất về khung giờ cho trẻ uống sữa và việc không cần lập biên bản hủy vỏ sữa hàng ngày để có hướng dẫn phù hợp trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất, những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thu hồi đất của các nông lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Điều này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cùng với các chính sách tổng hợp về vốn, hỗ trợ sản xuất, đến nay nhiều hộ đã thoát nghèo, cuộc sống dần ổn định. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong chính sách giao đất, giao rừng, đòi hỏi tỉnh Khánh Hòa cùng các bộ ngành trung ương tháo gỡ nhằm tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất. Năm 2014, gia đình chị Cao Thị Lam Hương ở thôn Liên Bình, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn được nhà nước giao 2,7 hectare đất. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương trong sản xuất nông nghiệp, đến nay, gia đình chị Hương đã phát triển mô hình vườn rừng, mỗi năm cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Từ một hộ khó khăn trong xã, nay gia đình chị Hương đã vươn lên thành hộ khá, có cuộc sống ổn định. Nhờ con chính sách nhà nước quan tâm cho người dân biết về kỹ thuật trồng trọt, về chính sách là vốn vay cho 50 triệu, vừa rồi là được 100 triệu. Giai đoạn 2019-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với sinh kế ổn định, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay, tổng diện tích triển khai thực hiện giao khoán bảo vệ rừng của các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh là hơn 9.480 ha với 338 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bên cạnh đó, có 5 đơn vị chủ rừng có nguồn gốc đất từ nông lâm trường đã bóc tách đất giao lại cho địa phương để giao cho các hộ gia đình cá nhân thiếu đất tại địa phương với tổng diện tích hơn 185.600 ha. Trong đó, diện tích đất đã bàn giao về địa phương là hơn 15.130 ha. Thì đây là một kết quả rất là tích cực. Và nhờ cái sự chỉ đạo tích cực của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của huyện, của xã và đặc biệt là sự nỗ lực của bà con. Đây là bà con dân tộc và đây tôi cho rằng đây là những cái một trong những cái mô hình mà tốt, mô hình điểm sáng trong cái công tác mà thực hiện cái chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện cái phát triển kinh tế xã hội xã đa dạng gắn với xã đồng nghèo và thực hiện cái chính sách dân tộc, trong đó có cả vấn đề là giải quyết đất đai của các cái nông lâm trường đối với cho địa phương và cho người dân. Việc thực hiện các chính sách trên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu canh tác, phát triển sản xuất của người dân. Nhiều gia đình người dân tộc thiểu số đã đầu tư trồng trọt, vươn lên thoát nghèo, đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng đối với người dân và giảm áp lực quản lý, bảo vệ rừng đối với các lực lượng quản lý và chủ rừng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số bất cập cần phải giải quyết. Điển hình là một số diện tích đất bóc tách nhưng không giao được do nằm ở những khu vực đồi núi cao, diện tích đã có những hộ khác lấn chiếm, xâm canh, sử dụng ổn định trước khi bóc tách. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng hiện vẫn còn thấp và chỉ được chi trả vào cuối năm nên không tạo được sức hút để bà con đăng ký, đề nghị được giao rừng cho thuê rừng. Cái địa hình của Khánh Hòa chúng ta đó là địa hình chia cắt. Bây giờ anh nhận cái rừng đó quản lý mà anh không trồng, không tỉa, không làm gì được trên nó thì người dân cũng không nhận, cũng có tuyên truyền rồi. Bởi vì là cái địa hình chứ, từ đây mà anh đi lên trên rừng mà để mà khai thác lâm sản phụ trên đó thì lâm sản phụ cũng không có bao nhiêu, nó dẫn tới cái việc này là hiệu quả không có, người dân không nhận. Sở cũng có thường xuyên là cứ theo cái nghị định và điều 35 luật lâm nghiệp
Nghị định 156, chúng tôi đã thường xuyên phát văn bản đề nghị là trong quý 3 phải đăng ký kế hoạch giao đất, giao rừng về cho sở để trình ủy ban phê duyệt. Nhưng mà thực ra là khi mà làm việc thì dân không nhận tuyên truyền, nhưng mà khoán rừng thì bà con nhận để có hiệu quả hơn. Trong chuyến khảo sát mới đây về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2023 tại huyện Khánh Sơn, Đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa 15 đã đánh giá cao sự linh hoạt, các giải pháp để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế dưới tán rừng cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, cũng lưu ý tỉnh Khánh Hòa cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quan tâm đến công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định các chủ thể đủ điều kiện pháp lý. Trong giao khoán bảo vệ rừng, người dân là chủ lực. Do đó, cần quan tâm công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ rừng, tiếp tục rà soát lại diện tích đất rừng bóc tách trên địa bàn để có phương án, mô hình hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giải quyết triệt để tình trạng tranh chấp đất rừng như hiện nay. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.